tóc Zippo cool ngầu với họa tiết sọ đầu lâu. Zippo đầu lâu ư, tại sao lại không? Hình ảnh sọ đầu lâu có một chất gì đó rất riêng, nó thường tượng trưng gắn liền với những thủ lĩnh đứng đầu, hay chỉ đơn giản là hình ảnh bộc lộ cá tính mạnh mẽ, táo bạo của cá nhân người sở hữu. Nếu bạn là người có niềm yêu thích với những họa tiết cool ngầu như vậy thì chắc chắn các mẫu Zippo dưới đây sẽ gây ấn tượng với bạn, cùng đón xem nhé! Bật lửa Zippo 49172 Amor Sugar School Design, Dia de los Muertos, hay lễ hội của người chết, The Day of the Dead, là một lễ kỷ niệm tái hợp người sống và người chết. Vào ngày này thì người sống và người chết sẽ gặp lại nhau. Mặt trước Zippo được hãng sử dụng công nghệ khắc sâu, hình ảnh Calavera khá phức tạp, đó là chiếc hộp sọ đang cười, như để mỉm cười với chính cái chết của họ. Điểm nhấn của chiếc Zippo này chính là hai viên đá pha lê màu xanh lá cây sở Swarovski, được trang trí vào mắt tạo nên sức hút cho mẫu đầu lâu này. Dòng Zippo Amor vốn nổi tiếng với độ bền bỉ, kháng gió cực tốt, Zippo 49172 sở hữu rùa thép mạ chôm ánh bạc kiêu sa, chịu nhiệt cao, với trữ lượng xăng lên đến 7 ngày không lo bay xăng. Rùa thiết kế tương thích vỏ kim loại giúp giữ xăng lâu hơn, đem đến trải nghiệm liên tục cho người chơi. Zippo 29863, phụ kiện thể hiện khí chất phái mạnh. Các nghệ nhân trong nhà của Zippo tiếp tục tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục để tô điểm cho chiếc bật lửa chống gió. Họa tiết hình đầu lâu và sói dữ dội được thực hiện trên chiếc bật lửa Iron Stone, mang đầy sự quyền lực, khẳng định địa vị của mình. Thiết kế vẽ tay này ban đầu được tạo ra bằng bút và mực, sau đó được chuyển kỹ thuật số cẩn thận để bảo tồn các lớp chi tiết và bóng mờ phức tạp được tái tạo bằng quy trình tạo ảnh màu của Zippo. Chất liệu vỏ đồng thau, nền sơn tĩnh điện nhám, họa tiết in hình bằng công nghệ hấp nhiệt bền bỉ với thời gian. Chó sói được coi trọng và tượng trưng cho sự thông minh, sắc sảo và quyền lực. Nó cũng đại diện cho những người có tính cách tự do, độc lập. Bật lửa Zippo 29883 Fancy School Design. Hộp sọ này xoay trên chiếc bật lửa Black Eye này với các chi tiết thủ công tinh xảo. Sử dụng kỹ thuật tô màu ưa thích bằng laser, các nhà thiết kế nâng cao khả năng khắc laser bằng cách thêm các miếng chám định hướng khác nhau vào hộp sọ được bao quanh bởi hoa hồng. Đầu lâu biểu tượng cho cái chết, sự bí ẩn, hoa hồng lại đại diện cho sự hy vọng, sự sống, vẻ đẹp quyến rũ. Hai hình ảnh này kết hợp này tạo ra sự đối lập, giao tranh cái thiện và cái ác, cũng là đại diện cho sự công bằng, không đúng sai, không có xấu tốt. Rùa thép mạ chôm thời thượng, với ưu điểm chống oxy hóa, bảo vệ nhiên liệu xăng hoàn hảo, sức chứa lên đến 15 ngày không lo hao xăng. Nếu sử dụng và bảo quản đúng cách, một chiếc Zippo có thể có tuổi đời tính bằng hàng thập kỷ, là người bạn đồng hành lý tưởng của người chơi. Bồn đốt 16 lỗ phát huy hiệu năng cao và cho khả năng cháy tốt kể cả trong điều kiện gió to. Các lỗ tròn có vai trò cung cấp đủ oxy, giúp ngọn lửa luôn ổn định, bốc bột cuốn đồng dẫn nhiên liệu nhanh, chính xác. Ngọn lửa luôn cháy âm ỉ bên trong, chỉ tắt khi người chơi đóng nắp, cực kỳ an toàn khi sử dụng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm dòng bật lửa khác có thể tham khảo tại website của Ambe. Nếu cần hỗ trợ bạn có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp cho cửa hàng. Ambe luôn sẵn lòng tư vấn cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!